thông 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 thấy chuỗi chẳng hạn đấy, mặt của chị đấy nhỉ. Thế nào, thấy thế nào, thấy thế nào, thấy rồi. Đấy, thế đâu gì anh đang định sang rủ mày ra đồng để nướng cua. Thôi chắc là mày dỗi thì thôi anh đi về hả? Anh rảnh. Đi đâu? Dỗi thì thôi tao đi về. Đi nướng cua. Tao tưởng mày dỗi. Thế mà lúc nãy vào còn không mở cửa cho tao, không biết cửa này mở kiểu này cơ. Không mở cửa cho, bảo là thôi mà tình nghĩa anh em cắt đứt mà. Bảo là tình nghĩa anh em cắt đứt thôi. Nhưng mà em không bảo dỗi đâu. Thôi đứt, đứt thì cũng được. Tạm thời buộc anh đem mấy con cua này đi thỉnh kinh. Chú cứ ở nhà ngủ đi nhá. Thôi đi, em có xe em ra anh đi. Điện ngay mà, đấy mà. Không clip cơ lùng nữa mà, đã đi quay clip ăn cua chả đi thôi. Thì ai quay clip anh chẳng cho em ăn chay ấy. Ăn chay gì? Đây, hôm nay có hẳn gọi là một tá cua. Thôi nói chung là căn bản lúc sáng mày dội ác quá, anh cũng hôm nay là cũng có điều kiện tí nhập ít cua Cà Mau về thôi cho mày hết dỗi. Nào đi, ok nhá, hòa nhá. Ok, đi. Con này càng to này, con này còn càng to hơn này. Xong người ta bảo là con gì càng to càng nhỏ là con cua mà. Hai cái càng cua ở đây mà to như nhau là thế nào nhỉ? Cua này giống cua này là thế. Bình thường mua cua ở trên chợ hay ở trên mạng ấy, thì người ta gọi là bán dây thì bán túi bóng. Còn mua cua... Mua một con cua một cân thì nó phải thành hai cân. Kiểu túi bóng nó nặng đấy. Một cân dây, một cân túi bóng rồi kìa. Như của khu hải sản thì cua cái dây nó rất là nhẹ. Tí nữa mình sẽ bỏ ra cho mọi người xem. Bây giờ phải giết nó trước đi, xong rồi sẽ làm món nhá. Định anh em mình định là ra đồng cơ, nhưng mà cái chảo này nặng quá không cho ra được. Hôm nay làm món đặc biệt mọi người, với cái chảo này. Tí nữa mày đã ăn cua gọi là hấp bằng chảo bao giờ chưa? Chảo mà hấp được. Úp chảo nhưng mà úp theo kiểu dạng hấp. Thôi tí nữa mọi người sẽ biết. Bây giờ phải giết bỏ nó trước đi. Không là nếu mà cua mà nó không chết ấy, thì khi hấp nó sẽ rụng hết càng, rụng hết kia nhá. Đấy, mọi người chỉ cần lấy cái con dao ấn vào tử huyệt của nó. Thế là xong. Đấy. Nhai. Em tưởng là ngâm vào nước lã là nó ngất. Con này không thể gọi là ngâm vào nước lã là nó ngất được. Tại vì bọn nó ở nước lơ nhỉ. Đấy, thấy chưa? Chết tòi ngày. Hả? Em khác. Đây. Quý à. Nói chung là khỏe lắm. Yên tâm mọi người, ai thích ăn thì cứ Ui ơi, nó chiến. Cứ cho mày cho hai con ra chiến nhau xem nào. Cắt một con nữa đây. Cắt một nữa. Cho chiến nhau. Âu, khô lắm. Bịt mắt nó lại. Đây. Ui. Cô khỏe thôi rồi. Cái con kia. Con kia càng to. Ui. Tí nữa thì ăn. Đây, cho vào đây. Cho vào đây. Chiến đây. Em, chiến nhau đây. Quánh nhau đi. Quánh nhau. Mày ở bưởi chết chưa? Con chân rồi. Ôi. Nát chân. Nát chân rồi. Con này nát chân, còn con này đang chiến lại. Cặp càng con này. Nào, quánh nhau đi. Hai em. Quánh. Nhìn nó dựng càng lên nhìn thấy này. Thấy chưa? Bây giờ nhấc một con lên là cả hai con đi theo. Ấy. Thôi. Không nghịch nữa, bây giờ. Chiến cho bạn. Nhanh làm món nữa, không tối mất. Con cua vàng này là cua gạch hay là cua chim nhỉ? Không biết, anh không biết phân biệt. Dạ, chẳng biết phân biệt. Hôm nay sẽ là một món cực kỳ đặc ôi biệt. Ôi trời, anh lại cho nước vào đây. Đấy, cả nước, cả bia mà. Đấy. Bây giờ xếp cua vào. Đấy, nước cua. À? Không, người ta gọi là hấp. Mình không biết giải thích mao đệ như thế nào. Nhưng mà hãy đứng đứng đang nhặt bớt ra nhỉ. Đấy là xếp lên con cua này. Hấp cách chửi mà mình lại hấp không chửi à? Mình hấp gọi là cách cả kia cơ mà. Cách cả cái chảo cơ mà. Đấy, xong khi giết cua xong mình rửa sạch con cua rồi nhá mọi người nhá. Đấy. Tăng. Ấy chà.
Mọi người nhìn thấy là thấy hấp dẫn rồi đúng không? Hấp dẫn mà. Hấp dẫn, siêu hấp dẫn luôn. Đấy. Nào khoanh chân. Khoanh chân. Đấy. Ok. Nào bây giờ con này chủ gì là con cua gạch này. Nào dài kia dài lên. Đó, bây giờ nhá. Đấy. Nào. Rồi, tắm bia. Đấy, màn tắm bia này. Rồi. Đấy. Tắm bia bây giờ sẽ cho tắm cho nó ngập tràn bia vào nhá. Phì dã man. Ý chà. Nào, tắm nốt nào. À còn hai cái càng. Đấy. Ôi thôi. Hết rồi. Vẫn vớt vát. Vớt vẹt. Phải là nghiện rượu rồi nhỉ. Nào, lấy lá chuối phủ lên. Đây. Con dao đâu? Đấy, đưa con dao đây. Đây. Đấy nhá. Đấy. Đây, phủ lá chuối lên đây. Ok anh ơi. Lá chuối nhá. Phủ lên. Đấy. Phủ lên. Phủ hết lên cho anh. Phủ 2-3 lớp cũng được. Ừ. Chủ yếu mình lấy cái sức nóng của nó để mà lá chuối lên. Lá chuối cũng thơm luôn anh ạ. Ừ. Nào cháy. Rồi. 1. 2. Rồi, ok. Ok. Rồi nha mọi người nha. Nào, lấy củi. Nào bỏ chậu ra. Hây. Ây da. Giờ này anh tu luyện công cao cường vậy nhỉ. Ủa đâu? Vô gì? Ui giời. Sinh ra là dành cho nhau mọi người ạ. Củi. Ok. Vất củi. Củi đây. À, bình thường khi hấp cua thì tầm 10-15 phút thôi. Nhưng mà úp thế này mình cũng không biết là tính giờ bao nhiêu cả. Để xem giờ xem là nên là bao nhiêu. Bây giờ 4 giờ. Khả năng tầm 30 phút mọi người. Tại vì nóng nó sẽ chậm hơn là hấp đấy. Sắp có cua ăn rồi. Nhưng mà nó nóng mạnh hơn là hấp. Không biết là để bao nhiêu lâu nữa. Cái món này phải làm cẩn thận chứ không là oi khói hoặc là kia là chết. Mình để hẳn cho nó 30 phút nhé mọi người nhé. 25 phút. Đấy, không biết cháy không biết thành công không, nhưng mà mình hy vọng là thành công, đừng có phá hoại gọi là cái món ngon thì chửi anh đi mọi người. Mọi người chắc chửi chết. lấy cái chổi cho bọn cọ đi. Nhưng mà anh em mình có kinh nghiệm úp nồi nhiều rồi. Kinh nghiệm gọi là bao nhiêu năm úp nồi úp chảo. Đó, từ kéo bụi cho tao. Phải gà, thật là cẩn thận mọi người. Thế rồi anh ơi. Còn một cái vải nữa, vải. Đấy. Em lấy vải nhé. Mày bê nó ra được không? Không, không bê. Nào, rể đâu? Rể, lấy rể đây, lấy rể đây. Ui, hy vọng nó 777 cái này cho anh. Mấy cái này hy vọng sẽ không làm hỏng siêu phẩm. Nóng ê, nóng quá. Cây bên này có đây, viên gạch to đâu rồi? Đây. Cây vào chỗ cái cuốc. Nào con lấy cái cuốc bảy bên này. Nóng quá, cho nó cái hơi nóng nó thoát ra một chút đã mọi người ạ. Tại vì nóng thò tay ra nó bỏng lắm. Ui nóng đâu. Ui. Bây giờ mày phải giữ cái chảo này cho anh để anh bê cái kia ra. Nào từ từ đừng ẩn một phát kia nó bụi. Rồi mày phải đứng giữ này. Đây đứng giữ. Ok không? Nhanh. Gấp. Ôi, đừng có thả tay nhá. Rồi thả nhẹ thôi. Trợ giúp nó. Nào, bỏ ra. Rồi. Giờ xem cái thành quả của anh em mình nhá. Ui, kéo bụi. Ui, trông nóng cạn gần hết nước luôn này. Hết nước luôn, vãi chưa. Đó, nhặt vào xả. Để xả cũng gần như cháy nhá. Nhặt.
Đã, lên, lên, lên tầng, lên tầng. Nóng. Đậu nhờ. Ui, cạn gần hết nước ở dưới nhá mọi người nhá. Tuyệt vời chưa? Còn hơn cả kiểu dạng hấp luôn. Đấy, anh em mình đã thành công trong cái vụ gọi là hấp bia bằng chảo, à úp chảo nhá. Úp chảo hấp bia, à, hấp cua. Đây, đấy, con cua nó khi chọc nó chết rồi nó không bị rụng càng nữa nhá mọi người nhá. Có một cái càng ở trước này. Con này nhìn càng đẹp rồi anh ạ. Ui, trời trời. Con này đẹp nhất. Trong các loại đẹp luôn. Không biết là ngon, có ngon hơn cua hấp bình thường không. Nhưng mà bây đẹp giờ, còn mát đau rồi. Bây giờ anh em mình sẽ thử xem nhá. Nào. Ui, trời. Ui. Chuẩn cơm mới nấu luôn. Ui, ui từ từ. Ui. Gõ ở ngoài. Gõ dưới. Anh gõ vỡ mất rồi. Ây, bỏng quá, nó tại nó bỏng. Không biết làm gì nào. Tại nó bỏng. Ui thịt nó này. Thịt nó này. Ui, anh em mình đốt lâu quá hay sao mà nó... Đó kia, bây giờ mình sẽ làm cẩn thận một cái càng này. Đấy, càng này, càng này đẹp. Nè, càng nào cũng đẹp. Càng ơi mà đẹp. Mình sẽ làm cẩn thận một cái càng cho mọi người xem nhá. Cho đi. Kéo. Không chuyên nghiệp tí nào cả. Nó lại càng lùng cuống. Lâu ngày không làm thức hải sản. Nói chung là chẳng mấy khi anh em giận dỗi nhau mới có món ngon để ăn. Cá giận rồi. Ôi trời ơi, phí thế. Đây, gõ trong bao đệ cái. Ui, đấy, trời ơi, ui nước chết nó vẫn còn nguyên nhỉ. Nó như kiểu là nước chết của tôm hùm anh nhỉ. Ôi trời ơi. Trời ơi, đây trời nữa, ơi. Đây nữa. Đây. Wow. Đây. Mời tất cả mọi người nha. Ui giời. Chấm quả nước hải sản của anh Phúc làm luôn. Muối ớt xanh. Ngon lắm mọi người. Ngon. Mà thịt nó thơm lắm mọi người ạ. Quá đã. Nói chung là đẳng cấp về hải sản thì ui chục ôi, đây là cái càng trong nó nhá. Đẳng cấp về hải sản thì mọi người không cần bàn vì Phúc hải sản nhá. Tuyệt vời luôn. Wow. Mình có để link ở dưới mô tả. Hải sản số 1 gọi là về độ tươi sống. Mình có để ấy, quên. Đây mà kẹp đây mà cứ gõ gõ từ lúc đúng rồi. Quên, lâu ngày được ăn hải sản, quên mất cách dùng kẹp. À, mọi người thích ăn giải cứu cua Cà Mau, ăn cua Cà Mau thì cứ vào phúc hải sản.com hoặc là liên hệ số điện thoại mình để trên màn hình nhé mọi người nhé, và dưới mô tả. Giá cả cực kỳ hợp lý mà chất lượng cực kỳ ok nhé mọi người nhé. Chỉ có từ 270 thôi, 270 nhé mọi người nhé. Ui, nãy luôn, không được không? Đây này. Quên, lâu ngày không ăn cua, đây, bỏ bỏ này đi nhá. Đấy. Đấy, anh sẽ bóp cho mình một cái càng. Đây là cái càng càng trái, bé hơn cái càng phải. Úi, thấy chưa? Úi, thấy chưa? Đẳng cấp hải sản là nó phải như thế này. Nước thịt bên trong nó vẫn bằng nhau này. Đây, mời em sơn. Okay. Đây, anh chấm cho em. Đấy, chấm cho em rồi. To ngon chưa? Anh à! Anh phải bẻ được chỗ này nữa mới đẳng cấp. Chỗ này đơn giản. Còn này nát ra. Ui. Quá đẳng cấp luôn. Áo anh dính do rồi. Ui trời ơi. Dính do rồi. Nhưng mọi người nhìn thấy ngon chưa? Quả càng dã man. Ngon. Quá đẳng cấp luôn. Quả này chấm quả gia vị của mấy cà rào nào. Đẳng cấp không? Ừ. Cũng được. Ừ, cũng được. Nước chấm quá đẳng cấp. Với, thì em thích nước chấm này hơn. À, với cái đồ hải sản thì nói chung là thiếu cái món nước chấm thì hơi bị đấy đấy, hơi bị thiếu đấy. Giảm mất 30% độ ngon mọi người. Ngon lắm. Đây. Anh ơi, em học được một kiểu gõ cua. Cái càng nó này.
Hâu. Ngon từ đấy lên. À quên, chưa nói về cái phần thưởng thức hương vị. Ngon cũng như là hấp luôn nha mọi người nhá. Có thêm tí mùi là chuối, thơm. Cái gì đấy? Có cua như kiểu là cua trong miền Nam ấy. À đây, Bảo Đệ sẽ bóc con cua từ trên lưng cho mọi người xem. Đấy. Ui gạch nó này. Ui, quên chưa? Cầm cái thìa lên rồi. Ta xem nào. Ôi. Ui trời ơi. Hôi, tu, tu. Sao? Anh gõ nốt chỗ này đi. Gõ nốt làm gì? Húp đi đã. Tuyệt vời, tuyệt vời. Ngon, 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 ngon. Ngon, 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 ngon. Ui, ui, cắt là chảy gạch rốt thế. Hút gạch đi đã. À, ở đây, người ta cắt cho. Người ta bể chứ, ai cắt. Người ta cắt nè. Người ta cắt à? Cắt cua. Ui, ui, gạch nó đây. Cua này là cua thịt đấy. Còn cua cố mà, nó gạch. Ôi, thôi. Ui, gạch nó là. À, rồi, rồi, rồi. Rồi, rồi. Ui, nó béo tư. Béo quá. Gọi là, nó gọi là béo béo tư. Tư trong, ngon từ thịt và từ xương ấy. Tuyệt vời. Chủ yếu hôm nay là đại mang đệ một bữa gọi là căng cỏ. Lần sau thôi anh em mình sẽ không trêu nhau kiểu đấy nữa. Dễ mất tình anh em lắm. Mọi người thích làm anh em mình làm ẩm thực độc lạ cho mọi người xem. Giả dụ như món cua hôm nay mọi người thấy cách nấu của anh em mình kinh điển không? Ui thịt nó này. Nói chung là thịt nó đầy ự này. Kinh không? Đấy, bóp ra cho mọi người xem lại. Ui trời. Ui này. Trời ơi này. Không có gì là Gọi là không có gì để, từ gì để mà diễn tả được nữa. Ngon. Quá tuyệt vời. Để mà nói về cái món hải sản thì mình thích nhất cua Cà Mau là tôm hùm xanh, tôm hùm tre, tôm hùm baby đấy. Đấy. Cực kỳ ngon, ăn gỏi thì hết giờ. Nói chung là mấy cái món đấy là giá cả nó ok nữa. Cua hoàng đế nữa, tôm hùm Alaska nữa mình đều thích hết. Nói chung là mấy cái món đấy về ở phúc hải sản.com có hết nha mọi người, chỉ cần search ở trên Google phúc hải sản.com là ra, hoặc là gọi luôn số điện thoại mình để trên màn hình. Cứ gọi số điện thoại cho nó. Giá chỉ từ 270 thôi nha mọi người nhá. Coi là cùng nhau giải cứu cua Cà Mau. Ui, đợt này dịch mọi người ạ. Thế nên là cua cũng không xuất khẩu được, với lại nhiều thứ nữa. Dịch này kinh tế nó cũng đi xuống. Nên là giá cua đang giảm rất là sâu. Mọi người cứ yên tâm. Hãy thưởng thức một lần. Hãy sống như kiểu ngày hôm nay mới. Thôi, nói cái câu đấy dễ trông quả chứ. Mà cái món này nó giá rẻ mà mọi người. Mọi người cứ tưởng đắt thôi, nhưng mà rẻ không. Ngon, quan trọng là ngon. Quan trọng là cực kỳ tuyệt vời. Ôi trời, từ lúc còn ngon quá quên cái món chính. Đấy. À không phải quên cái món chính mà quên cái món phụ tí. Dẫu biết là uống bia ăn hải sản nó hay bị gọi là đau bụng. À không phải đau bụng mà tức là nó phải gọi là gì nhỉ? Cái đường tiêu hóa mà ai mà kém mà uống bia ăn hải sản rất dễ bị tiêu chảy nhá. Ăn hải sản uống rượu là ngon nhất. Nhưng mà mình vẫn thích uống bia, bụng mình khỏe. À đâu, mình tốt bụng. Con này nó phọt gạch nhá. Phọt đâu, cắt con trên rơi xuống con dưới đấy. Uầy, bây giờ nhá. Thử con bẩn bẩn nhất này xem. Em nghĩ là có gạch. Nó ngon không nhá. Mọi người đừng nên kỳ thị gọi là Mấy con đỏ hay không đỏ. Những cái nói chung ở ngoài đời cũng thế. Đẹp chưa chắc đã ngon. Đẹp chưa chắc đã ăn được. Lại ra giường thấy gái đẹp ngon thế, nhưng mà có được hút đâu. Đây. Gạch nhá. Thịt, cua này cua thịt. Con này chắc thịt. Con này không có gạch mấy. Nào xem nào.
Ôi da, kéo kéo kéo. Ôi giời, ôi ai bảo không có gạch, ai bảo không có gạch. Ui. Con được gạch nó còn ngon hơn con kia cơ. Trông nó bẩn bẩn thế này thôi. Trời. Con này ngon hơn. Con này ngon hơn. Ý này, nói chung là thịt bọn này đẹp, chắc nhỉ? Đẹp chưa chắc đã ăn thua mọi người ạ. Con này ngon hơn. Thịt nó ngọt hơn nhá. Có những con cua rất là ngọt nhá. Con này đại khái là con này. Khá là con này ngon. Đấy. Cho Mao Đệ ăn thử con này. Nếm thử con này nhá. Đấy, thấy chưa? Đừng có nghĩ nó xấu mà kết cấu nó không tốt nhá. Này, thấy gì chưa? Thấy gì chưa? Còn chắc thịt hơn cả con lúc nãy nhá. Ấy. Nó chỉ gọi là ví dụ như là người da trắng người da đen thôi. Con này kiểu con thịt nó vẫn đầy đủ mà. Đây. Đây. Chén 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 chén. Thấy chưa? Ai bà. Bây giờ mọi người nha. Ăn hải sản là cứ phải tay tay bốc này nó mới ngon. Đây là cái phần bên dưới nhá. Mà nó vẫn nhiều thịt như này. Nhưng con này không ngon mà con đen đen nhá, con đen đen ngon hơn. Đúng là có những con nó đẳng cấp, không phải là do màu sắc. Con này màu sắc đẹp nhất nhưng mà ngon thì vẫn ngon nhưng không ngon bằng con này. Thật luôn. Thật. Mình lại khoái con này hơn. Con này thịt ngọt hơn. Đâu cái chân đây. Con này ngọt hơn. Ây da. Ây da. Thảo nào con này ngọt thế, hóa ra là nó già rồi, nó đen hay sao ấy. Cứng lắm. Chắc nó có tuổi anh ạ. Mấy cái căng này, mấy cái chân của nó này nhá, bằng hẳn một con tôm đồng mình ấy. Đó, nhiều thịt hơn, bằng, nhiều thịt hơn tôm đồng. Bằng một con tôm càng ấy. Ui giời. Con này thịt ngọt hơn nhảy nó chắc. Con này thịt chắc cực. Chắc là già hơn bọn kia. Ngọt.